cô chú anh chị bữa nay xuống thăm anh Lợi nha. Anh Lợi xiềng xích. Hôm đó chửi mình giờ đi vô kiếm anh Lợi. Anh Lợi ơi, em xuống thăm anh đây. Trời ơi, lẹ anh lên. Anh đâu mà tìm? Chứ đâu rồi em? Anh đang ở bốn bức tường đi bóc lịch rồi. Trời ơi, tội nghiệp dữ vậy trời. Sao sơ sát vậy rồi? Trời ơi. Chịu nổi không? Bữa mà em chửi tôi ngồi đây làm bùa làm phép cho tôi quá trời luôn. Chửi tôi con rắn này rắn nhỏ quá trời luôn. Nó hất người băng bắp đó. Trời ơi, con nhỏ băng bắp đâu rồi? Đây nè, anh ngồi cho bà này nè. Lại đây coi nha. Thấy nữa. Ghế đâu, lấy ghế này làm đỡ đi. Đây. Đây ghế kìa. Có nước ánh trong đây không ha? Mọi người. Thôi giờ là bữa nay thấy anh Lợi bữa nay nghe. Cô chú anh chị nha, bữa đó anh Lợi ngồi đây nè, anh Lợi làm bùa làm ngải cho mình chửi anh Lợi, cái anh Lợi làm vậy nè đó chị, xây vòng tròn cái tay nữa, làm vậy nè chào, trời ơi chịu hết nổi luôn. Nói chơi nói chứ hôm nay em xuống đây trước hết là cũng cảm ơn Nam địa phương ở cảm đây và cô chú anh chị ở đây, tổ phụ nữ vào cuộc để giải cứu em Hiền và em Vi đó, thì bé Vi thì hôm nay em đến đây để cũng kính chúc anh chị trong cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương ở đây được giàu giàu sức khỏe, vạn sự như ý. Thì hôm nay em xuống đây em cũng bức xúc như vậy nè cô chú anh chị, để em xuống đây em quay lên mấy clip này để em gửi, nếu mà anh Lợi mai mốt mà có ra đó nghe anh Lợi thì cũng đừng có buồn em, tại vì lý do em muốn tách mấy người này ra để cho bé Vi có vô đi học để biết chửi với người ta, chứ còn như ở như vậy dơ giá như vậy nè cô chú anh chị nhìn thấy gớm không, chịu nổi không? Thương hai vợ chồng này thiệt, nhưng mà phải tách ra để cho em bé đi học chứ không phải như vậy được. Trời ơi, hỏi cô chú anh chị chứ bây giờ á, ở dơ ở dái rồi ăn ị tại chỗ luôn, đái tại chỗ luôn, chịu nổi không? Mình phải tách ra để cho con người tỉnh táo lại. Khùng đứt sợ dây mà làm như đứt nhiều sợ vậy, vô đây chửi tùm lum tùm la. Như thật ra là anh Lợi này ảnh không phải là khùng đâu nha, ảnh còn tỉnh lắm, ảnh biết đánh nhường bà đó là có luật đó, có tội đó, nên ảnh đâu có đánh. Em xuống đây nè là em thăm bé Vi, rồi anh Lợi á em mới cho quà bé Vi sữa rồi. Thì anh Lợi anh ra anh nói câu nói này em thấy anh cũng khôn lắm chứ không phải là ngu. Anh nói là cho thì nhận chứ không xin, mà cho là không kể. Anh nói đúng, vụ đâu sai đâu em, đúng không? Dạ đúng. Bình định chính xác không? Đó. Đó nên á là bây giờ á tôi nói á anh Lợi này tôi cũng có phần sai trong đây, thì trong khi là tôi xuống đây á tôi cũng có xúc phạm anh, là lý do anh cũng nhiều cái anh làm tụi tôi cũng bực mình lắm. Tôi xuống đây tôi giúp đỡ cho anh, cho con anh, giúp đỡ cho con anh chứ không phải giúp đỡ cho anh. Nhưng mà nhiều cái anh nói ra không phải là anh điên mà anh giả điên thêm nha. Đó nên bây giờ công an vô cuộc như vậy rồi thì tôi cũng mong gia đình em Hiền đừng cho em Hiền nào ngồi thiền là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, không cho em Hiền ăn nằm sấp. Đó, nó nhớ lại những cái câu đó là nó sẽ làm lại như vậy thì nó sẽ bệnh hoài. Thì ở nhà gia đình của em Hiền á, cũng phiên em Hiền đi và cho em Vi đi học, thì tôi cũng rất là cảm ơn nhờ những em YouTube này để đi quay, nên cô chú anh chị mới biết được cái sự thật nó như thế nào. Chứ comment vô nói mấy YouTube nó câu view câu like chứ có gì đâu nè. Mấy cô chú anh chị thấy cái trò sập chưa, cưa sập hết rồi nè. Công an vào cuộc rồi đó, chứ không phải nói dốc đâu nha cô chú anh chị. Để không nói những em YouTube này comment vô chửi nó tội nghiệp nó, nhờ có nó là mình mới biết công an mới vô cuộc được, chứ còn không có tụi em YouTube này làm gì là dân chúng biết. Em ở gần mà em còn không biết nữa mà. Hôm nay em mới nghe tin là ông lão xiềng xích này bị bắt, và em xuống đây em thăm mà ai ngờ đâu bị bắt rồi. Coi ông có chửi em là con rắn ơi với con nhỏ bắn bắp nữa không. Trời ơi, ông chửi ghê lắm nha, đúng không Bình Định? Cái coi trời mày thì ứng quá mày chơi rồi nên giờ á em cũng xuống đây thì cũng trời ơi lùng này ta đang làm bài mà muốn sao, nên giờ á
Ông xin ông ra đây mau. Nè, ông đang nói. Bây giờ cho em xin một lần này đi, để cho em nói đi. Là bây giờ gia đình anh Lợi ở đâu, địa chỉ ở đâu, thì mong gia đình lá lành mà còn lùm lá rách, đúng không? Thì giờ mong gia đình anh Lợi ở đâu đặng vào xuống cái chỗ trung tâm mà bảo trợ mà những người cơ nhỡ á, để thăm anh Lợi đi đó, chứ để ảnh về tội nghiệp. Không có đó, mình nói thật sự là vậy đó. Chị có nên bảo lãnh không? Bảo lãnh sợ đi kiếm hai mẹ con sao? Em ơi không được. Nếu mà bảo lãnh, gia đình bảo lãnh á, thì hoặc thăm á, thì cũng phải có cái hộ khẩu hoặc là giấy của địa phương đó, địa phương nhà của anh Lợi đó, rồi mới xuống bảo trợ mấy người già đó. Dạ. Đó là thăm anh Lợi đi, ở tỉnh Bình Dương, để cho anh Lợi thằng làm gì vậy? Làm vậy như vậy trời ơi, trời ơi, chạy bỏ chung. Dạ thưa bỏ chung đó, nên này nè, để em nói thật sự nha cô chú anh chị, từ mấy nạn giỡn em xin lỗi. Thì trong khi á là giờ nếu mà em cũng mong cho gia đình anh Lợi ở đâu, địa chỉ nghe nói ở đâu, em ở đâu nói lại coi. Bình Định. Dạ. Lại Thiêu. Không. Ở anh Lợi. Góc là Cần Thơ. Ở là ở Củ Chi. Ông ở Tây Ninh nữa. Tây Ninh là ở Trảng Bàng hồi xưa mấy năm chứ không phải là góc. Sinh thôi. Ở Tây Ninh là ở. Quê quán là Cần Thơ. Ở là ở Củ Chi. Đó, nên giờ cô chú anh chị có xem được cái clip này thì mong rằng cô chú anh chị chia sẻ ra mạnh mẽ ra để cho gia đình của anh Lợi biết anh Lợi là công an đưa vào dạ dạng trại trung tâm nuôi dưỡng những người cơ nhỡ và neo đơn đó. Đó thì bây giờ xuống dưới thăm đi để anh Lợi sống về tội nghiệp. Nói chung là anh bị đứt dây nhưng mà anh cũng hiền, chứ cũng anh cũng không ăn cắp ăn trộm ai cái gì. Đứt dây gì vậy? Đứt dây trên đầu ấy. Đứt dây thần kinh số 7 hả? Không biết số mấy nữa đó. Nhưng mà lỡ người nhà mà tìm được bảo lãnh sợ ổng đi tìm hai mẹ con thì sao? Không thì vô thăm thôi, thăm đặng cho anh đừng có mà tủi thân. Nhưng vậy? Mà nếu như bảo lãnh thì ông tìm sao con? Không được, không bảo lãnh được. Tại vì nếu mà anh Lợi bảo lãnh về thì anh Lợi phải đi tìm. Trong khi là bé Hiền là anh đã biết cái nhà rồi. Dạ. Anh tới đó là anh quậy nữa là khổ giờ, cho bên kia nữa. Đâu còn ở đó đâu, giờ chuyển chỗ khác là sợ không biết đâu ở đó đâu. Thì chuyển chỗ khác thì thôi, chứ còn hả nếu mà, nhưng mà nói chung là chị nói em nghe nè, đưa vô trong cái bảo trợ, bảo lãnh, bảo giờ cái gì đó. Nghe bảo trợ xã hội. Bảo trợ xã hội đó. Thì cái người mà bình thường cũng phải làm điên, đúng không? Mà anh Lợi này thì chị nghĩ là điên ít mà giả nhiều. Vậy theo cô là có nhiều bình luận khán giả nói cho rằng ông này xài bùa ngải thì theo cô không? Có không? Đâu, không có bùa ngải gì đâu. Trời ơi, chị nói cho em nghe nè, tao vô tao nhìn vô mặt ổng luôn chứ bùa ngải gì. Sợ gì ổng à. Mày thấy bữa chị xuống thì chửi ông, chửi con bắn bắp nào này nọ, con rắn rùa này nọ. Ông làm gì nè, xìu vậy nè à. Phải không? Thấy ghê không? Đó, nhưng mà nên... bữa là chị là phụ nữ nên ông không làm vậy, đàn ông là tiêu. Đúng đó. Rồi ông khôn lắm chứ bộ, đâu phải đơn giản đâu cưng. Ông cưng phụ nữ mà như vợ ông đó. Nè em nghĩ đi, đôi giày mà em có dám mua cho người yêu em đôi giày mà 1,000,000 không? Đúng không? Em đâu có giày đi dép không? Mà ông, trời ông biết mua giày rồi mua khô mực cho vợ nữa trời. Kìa em quy nó đi dép tổ ông kìa, thấy không? Mà ông cưng vợ thiệt, ông cưng vợ thiệt. Vợ thậm chí nè, nằm đây ỉ đây rồi bắt đầu ông tự nấu ăn, tự đi xin về ông làm cho ăn. Ông bưng vô tán chỗ luôn. Nó đâu phải là ông khùng đâu em. Ổng cũng có khùng chứ không phải là không khùng, nhưng mà ổng mượn cái khùng đó ông lên là ổng làm tới luôn. Chứ ông bà nào thật ra nếu mà dạy em bé như vậy tội nghiệp nó, sau này nó sẽ giống y như ổng luôn. Nên dạ. Cách ly ra vậy. Ở trên quê tôi đầy cái vụ này, nhưng mà người ta cách ly ra hết chứ không này để như giờ công an đây vô cuộc. Thì tôi cũng hoan nghênh cho công an xã này. Không có đó tôi nói thật sự. Tôi xuống đây tôi nghe vậy tôi cũng mừng quá trời mừng, nhưng mà tôi tội là tội cho anh Lợi bị đi xuống dưới cách ly á, thì không có ai tới thăm, thì đâm ra anh khùng ít á, thành thử anh khùng nhiều luôn. Chắc ông bây giờ ông nhớ con với vợ ông điên luôn quá. Đúng rồi. Thế cô đi... thế cô muốn đi thăm anh Lợi không? Đi thăm đi. thì bây giờ nếu mà mấy em YouTube này mà cô lái coi nè, nó hỏi về cô quýnh nó như ông Lợi coi thôi đi mệt quá. Mà theo cô là ông có chơi bùa trong ngải trong cái trò này không? Không, bùa ngải gì không biết nữa. Nhiều người bình luận comment vô nói đem tỏi đồ đem vô nhét vô họng nó rồi đập hột gà đồ nữa,
Trời ơi, không có bùa ngải gì đâu, trời ơi. Ủa nếu không có, tại sao chị Hiền lúc trước là làm móng làm nail bình thường mà đi với ổng thế giờ thành một con người khác rồi? Một con người khác là cũng như cái kiểu ta sống theo ổng rồi nè. Cái kiểu mà bệnh ít, Hiền cũng bệnh ít á, cũng bệnh á, chứ không phải bệnh đâu. Nhưng mà giờ cái làm cái đó, cái từ từ cái đâm ra là bệnh nhiều. Sống cái tư tưởng, em hiểu không? Cứ giờ ra xã hội sống bình thường đi, cũng bình thường. Em thấy nhiều cái lúc mà Hiền nó nói chuyện tiếng Việt chứ bộ rồi tiếng Ấn Thiên hả? Ấn Thiên hả? Đâu phải Ấn Thiên gì cưng. Mày biết Dương Tiễn không? Dương Tiễn mẹ ơi. Ờ, đây là Dương Tiễn con nè. Còn Dương Tiễn cha cũng bay lên trời rồi. Bà làm cặp lông mày cũng bé quá hen. Đó, thấy chưa? Đó, nè Dương Tiễn nè, thấy không cô chú? Tôi ba mắt luôn, tôi nhìn bỏ ra, tôi nhìn ổng là tôi nói ổng là không có khùng nhiều đâu. Ông giả điên á. Mà nói chung là... khiên đồ Mỹ hả? Đúng rồi, em nghĩ đi. Em vô em xin ổng được nhiều. Dễ gì? Bữa có thịt bò mà ăn hết là mới cho đứa đó ăn thì lấy à. Đó, thịt bò tôi của cô Nga đó, tôi bánh xúc á, tôi đem xuống cho ổng ăn á. Trời, ông còn tiễn tôi lên đường, ông kêu tôi con rắn này, con bắn bắp kia nữa. Trời, Phật mẹ chịu nổi không? Giờ tôi nói thiệt chứ, nếu mà giờ gia đình của anh Lợi ở đâu á, thì cũng vô cuộc đi, đi thăm anh Lợi đi. Nói chung là bây giờ người ngoài người ta còn tội, không có nói chi nói thật ưng. Người ngoài người ta còn tội, chứ đừng nói chi mà người trong gia đình, dù cha mẹ chết hết cũng còn anh em, đúng không? Thì bây giờ xuống lấy dù ít ra cũng là thăm ổng đi, cho ổng ăn ủi ổng luôn cũng được nữa. Dạ. Chứ không cần phải rước ổng về để làm gì á. Bây giờ xuống thăm ổng để cho ổng có người thân, chứ để ổng tuổi thân tội nghiệp coi vậy, chứ không biết chứ bộ không biết đâu cưng. Ổng biết làm sao ổng đi mua đồ ăn về cho vợ ổng. Ổng làm đồ ăn đây ổng bưng vô tại chỗ luôn, không cho vợ làm gì. Ổng thậm chí ổng ghen với tụi em luôn nữa. Tụi em là quay ổng còn ghen nữa đúng không? Ổng ghen với thằng Trình á. Ổng nói vợ của thằng Trình. Chú con không? Đó đúng không? Rồi ông nói hồi xưa này ông nói trên trời dưới đất không à. Cái kiểu ông ở trong đây á, ông không có tiếp ai. Rồi bắt đầu cái ông nằm trong đây, cái ông tự kỷ ông. Rồi ông tự viết giấy luôn cô chú anh chị. Đó, ông để y một số tấm quân đây nè. Ông còn viết cái gì nữa đây nè. Đây nè, quay vô coi. Ông viết cái gì nè mà giờ mờ rồi nè. Bánh tráng bao nhiêu tiền? Mua đồ ăn vậy thôi. Đó, mua tụi bánh. Em định ghé thăm ông mà sợ ông hận tụi em. Hận gì? Hận ông ta. Tụi bay quay nên giờ ta mới có kết cục. Cũng như là cái tờ giấy đó chị cầm đó là bữa đó là bị phạm hả? Là đưa cho ổng một cái đó. Đi luôn đó. Phải không? Quà quay tiêu đó. Cầm cái giấy này tao đi mày. Thiệt mà. Trời ơi gì cây vậy? Coi coi. Là tao không được đi không? Nói trời nói chứ thôi giờ em cũng đến đây. Trước hết là tính thăm anh Lợi, nhưng mà anh Lợi đi nhà mát rồi. Thì cũng chia buồn với anh Lợi đi. Cũng vậy tội nghiệp cho bé Hiền với bé Vi. Thì giờ bé Hiền với bé Vi giờ hết tội rồi, giờ về gia đình cũng im ấm rồi. Thì cũng cầu chúc cho gia đình của em Hiền được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Và cầu chúc cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng này vạn sự như ý, y vậy luôn nha. Giờ với chính quyền địa phương ở đây, chính quyền địa phương ở đây thì cũng vô cuộc như vậy, thì em rất cảm động. Và em hoan nghênh cái địa phương đây, thì tụi nhờ tụi mấy em truyền thông này quay lên, chính quyền mới vô cuộc để cho bé về đoàn tụ gia đình. Sau nữa thì em cũng mong rằng lần nữa, nói một lần nữa để cho gia đình anh Lợi, thăm anh Lợi cho anh đừng có tủi thân ảnh. Dù sao ảnh cũng không có ăn cắp ăn trộm ở xứ này, anh chỉ xin ai cho không cho thì thôi. Anh chỉ có ở dơ thôi, ở dơ chứ nói chuyện toàn là tiếng ở trên trời dưới đất thôi. Chứ ngoài ra là anh cũng chưa xúc phạm ai. Chẳng qua là mấy em truyền thông này ghẹo ghẹo chơi rồi, ảnh ghen, anh ra anh đập xe đập cộ thôi, chứ cũng anh không có quýnh ai. Thậm chí bà như tụi em nè, em tới em thăm bé Vi, thì em có, ổng có nói những lời nặng tụi em cũng có nóng, cũng xúc phạm đến ảnh. Thì ảnh ngồi, anh điểm nhãn không à. À, anh trưởng thằng chú gì tùm lum tà le nè. À, thì thay vì anh khùng thì mình cũng không chấp được gì. Thì thôi giờ mong rằng gia đình đến tìm đi để ăn ủi anh đi. Chứ để vậy chứ mình bình thường mình vô trong đó, mình ngồi trong đó một ngày mình cũng không điên cũng thành điên. Cũng có những lời gửi vậy thôi, chứ giờ biết nói gì nữa giờ. Mà không có anh đây, mình xuống đây mình cũng buồn nữa mấy em. Thiệt luôn á. Không có ổng rồi, xuống đây đỡ áp lực. Không mà áp lực mà có vui, áp lực nhưng mà vui. Giả sử trường hợp mà ổng đi chữa bệnh, ổng bớt rồi, ổng đỡ bệnh rồi bớt rồi đó. Không, thì ổng có thể quay lại với chị Hiền được không? Không,
đợt này ông mà đi trị bệnh là ông đi xa luôn rồi. Là ông không có về đây đâu, biết sao không? Ông càng bệnh nữa, tại vì ông nhớ vợ là một nè, nhớ con là hai nè đó. Trong khi ông ở đây em thấy không, ông đi chợ nè, ông xin rồi ông về ông làm đồ ăn, ông đi chợ nước đó, ông làm cho vợ ông ăn, bưng vô chòi cho ăn, quần áo ông giặt ông phơi tùm lum tùm la hết, mà giặt á thì nhúng thôi, nhúng lên thì cũng có là giặt đi đó, là cũng cưng vợ đúng không đó. Thì trong khi mà giờ ông đi ông xa vợ ông gì, ông phải nhớ vợ ông, rồi thần kinh ông không được bình thường nữa đó, là bắt đầu á đứt hết luôn dây thần kinh luôn, là ông không biết ông là ai luôn. Cái đó nói thật sự là vậy á, chứ đừng nói ông quay về đây là không có quay về đây nữa đâu, không theo như chị nghĩ gì á. Đúng rồi, còn quay về em tìm mấy YouTuber sự. Tìm YouTuber làm gì, giúp mà tụi em quay tụi em giúp ổng chứ, đem nước đem đồ cho ổng ăn mà, như Quy nè cũng đem táo đồ cho con ổng mà, chứ thì có tụi hại em quay gì là đâu. Cơ bản là muốn giải cứu hai thiếu nữ à, chứ có hại ổng gì đâu mà tìm tụi em làm gì. Ông không tìm đâu, về nhà ông mất trí nhớ luôn chứ tìm gì, ông không bao giờ tìm. Nói chị nói thật sự như vậy á, thì thôi giờ ở đây giờ em tới đây mấy em đi quay vòng vòng với chị ấy coi, lại dòm cái chòi này coi, nghe chòi này cũng linh thiêng lắm mà cưa bị đứt dây cưa gì tùm lum nè. Mà theo chị, ông xiềng xích này ông vô đó ông đang nằm ngủ hay đang làm gì đấy giờ phút này nè? Giờ phút này hả? Đang về trời giờ ông điên ông luôn chứ, đang chắc đang nằm khóc nhớ vợ quá ha. Đúng rồi nè, cô chú anh chị coi ăn ở nè, giờ chính quyền địa phương vô đây nè. Cái này là của ai vậy? Của ông á. Trời ơi, anh uống cái gì nè, tôi chịu nổi không cô chú anh chị? Tại sao quăng đây? Ghê chưa? Đó, uống sữa vậy nè, chịu nổi không? Còn sữa luôn bay. Nửa bịch. Sữa luôn á. Đó là quan cảnh của nhà của ông lão. Chạy đâu cho có. Đây em đây. Trời ơi, coi nè, quay vô đây nè mấy đứa. Quay hết rồi. Trời ơi, nhìn thấy gớm không? Tôi quay 4 ngày rồi. Nhưng mà mình bây giờ mình muốn quay đây nữa, coi nè. Ăn ị chỗ nè, thấy gớm không? Coi mang ghép con về mấy ông. Đây này, vô đây có gò bói. Thôi, tao không dám vô đó đâu. Trời ơi, thấy gớm quá. Đi qua đây đi. Trời ơi nè, nằm trong đây mà coi nè. Cô bé Vi nè. Chịu nổi không? Đi em. Đi vô trong này đi chị. Thôi có được rồi. Cái bao gì vậy? Chị mặn chị nữa hả? Đâu đó hả? Đổ nền sạch sẽ để lót vào cho ổng. Ủa, cô chú anh chị thấy chịu nổi không? Ông ngồi đây mà ông. Ê, cái này cái gì của ổng nữa nè mấy đứa. Cái nón của ổng đó. Đòi thử đi chị. Thôi, lau mấy em đưa cho Bình Định đội đi. Bình Định đội, Bình Định. Nghe bao tay nữa nè. Trời ơi, anh cũng kỹ lắm chứ bay. Ông đi ra đường là anh đi tay mà. Anh ông sợ nắng. Bao chân nữa chứ bộ mang dài đắp tờ đàng hoàng. Tiền của ai bỏ đây vậy ta? Ghê không? Trời. Nè, nãy thấy mày kia 10.000 đây, 2.000 nữa. Chắc con bé lượm cái chai nãy đó. Phải không? Cầm ra đứa bé đi, họ trả. Không mày kia 10.000 nữa. Giờ mình cũng tới đây để thăm anh Lợi, để anh kiếm nhỏ bắn bắp anh chửi mà giờ không có anh Lợi để chửi nữa. Buồn quá mọi người ơi. Thôi giờ mình cũng bye bye cô chú anh chị nha. Xin chào.